Hi, xin chào các bạn, mình là Top 1 Baby. Mình đố các bạn biết hôm nay là ngày gì nào? Nope. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày 5 tháng 5 nha. Yes. Mà là quốc tế thiếu nhi người Hàn Quốc nha các bạn, không phải là quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam đâu. Nhân đây thì mình cũng xin chúc các bạn nhỏ là chăm học, học giỏi, vâng lời cha mẹ và thi đạt kết quả cao nha. Và cũng sắp tới ngày quốc tế thiếu nhi Việt Nam rồi các bạn. Có thể tới ngày đó thì mình cũng sẽ tổ chức một cái mini game cho các bạn tham gia chơi nha. Ôi, hôm nay thì rẹt bè gối mới nè các bạn. Đó, khối AL này 109.000. Rồi, gồm bè khối nha, mỗi khối là 5 cái. Và thêm 500 xu. Ở đây là gói AL bắt cóc nè các bạn, 150 kim cương. Đó, hôm nay ra tặng bè gói luôn các bạn. Mẹ mình thấy gói AL bắt cóc hồ sơ 2 này đẹp hơn hồ sơ 1 nè các bạn. Đó, vàng hai chân hai tay đây nè. Đó, quá là xịn luôn. Còn các bạn thích gói nào, hãy comment bên dưới nha. Và cái tiếp theo là hé lộ hộp quà thứ ba nè các bạn ơi. Oh no. Đó, đây là những món quà của hộp quà thứ ba nha. 20 kim cương và một cái áo. Hả? Và mình thấy cái áo này cũng hơi bị xinh đó các bạn. Đó, các bạn cảm thấy thế nào? Mà mình chưa đủ điểm các bạn ơi. Và mình đếm sơ sơ thì mình còn thiếu khoảng 2.000 mấy điểm nữa. Chắc ngày mai mình mới đổi được các bạn à. Có gì ngày mai mở thì mình sẽ làm clip cho các bạn xem nha. Rồi, mình đang ở đâu đây các bạn ơi? Đố các bạn mình đang ở đâu đó? Oh no. Đó, mình đang bay trên trời nè các bạn. Nani? Đây mới đúng là đĩa bay nha. Đó, bay xuyên lục địa luôn nè. Rồi, không để các bạn chờ lâu thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bay lên trời nha. Rất là đơn giản luôn, ai cũng thể làm được nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn chạy qua chỗ trường đua nha. Cái chỗ anh mà có anh Louis chạy xe đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đứng đây đợi nha. Chờ ông Louis em chạy xe tới đã. Rồi mình xe nhảy lên xe của ổng. Đó đó đó, ông tới kìa các bạn. Oh no. Tới đây nào, come on baby. Nhảy lên. Đó, mình đã nhảy lên rồi nha. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy một cái xe ra nha. Xe gì cũng được nha các bạn. Đó, đây mình sẽ lấy đại cái xe máy của mình nha. Đó, đi cẩn thận xíu hồn rơi. Trời ơi, xem tí rồi các bạn. Rồi, về bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chờ tới cái dốc nha các bạn. Đó, tới cái dốc này nè. Các bạn ấn cái thanh thông báo xuống nha. Rồi, và đếm từ 1 đến 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Nope. Bây giờ các bạn đã bay lên trời các bạn. Bây giờ thì các bạn mở bê lô và lấy cái đĩa bay ra thôi nha. Đó. Quá đơn giản đúng không nào? Và mình thấy cảnh ban đêm ẻo hơn cảnh ban ngày đó các bạn. Có thêm các ngôi sao lấp lánh xung quanh chúng ta nè. Các bạn cứ để yên nha. Nếu bấm nút xuống xe thì sẽ bị rơi xuống dưới đất đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ qua thăm một ngôi nhà siêu độc nha. Đó, nghe nói nhà của bên siêu bờ đồng bé này độc lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ vào review cho các bạn xem nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, đây rồi, đây rồi. Đông rồi các bạn. Đợi mình xíu nha. Rồi, cho em vô đi mẹ anh ơi. Em vô em tham quan review xíu thôi. Rồi, mình đã vào được căn nhà rồi các bạn. Đó, mừng quá. Nhà có 1.5 triệu sao nha. Và chủ nhân thì level 16. Đó, bây giờ sẽ đưa chúng ta đi đâu đây? Rồi, bây giờ đẹp được đưa vào lòng đất các bạn. Đó, bây giờ mình đi xuống lòng đất rồi nè. Rồi, gặp chủ nhà đứng này các bạn. Đó, có 90 cây sao. Đi nhằm 90 cây tim các bạn. Đó, quét đẹp trai luôn, đẹp kính. Đó, mấy người mình đẹp kính rất nguy hiểm nha các bạn. Đấy, mà toàn chữ tiếng Trung Quốc ra mà mình không hiểu cái gì luôn đó. Hello, xin chào chủ nhà nha. Cho mình quay nhà một tí xíu nha. Rồi, chủ nhà ngủ luôn rồi các bạn. Đó, đứng ngủ luôn rồi. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ đi thám hiểm căn nhà này nha. Rồi, có hai đường, đường nào ta? Thôi mình đi cái đường này đại này nha. Đó, thấy đường này dễ, mình đi trước nha. Nè các bạn nhìn xung quanh nè. U là trời. Nhìn như một cái mê cung luôn các bạn. Đó, không biết đi cái hướng nào luôn á. Để mình sẽ chọn đại hướng này ở đây nha. Rồi, bước qua mấy tấm thảm này nha. Đấy, khá là đơn giản luôn. Và mình cực thích mấy căn nhà này siêu đáng bé các bạn. Nhìn khá là sáng tạo luôn đó. Rồi, bây giờ nhảy lên cái này cái gì ta? Lúc. À, cái gì ta mình quên rồi ta. Cái đó gọi cái gì các bạn? À, mình nhớ rồi, súng đạn bét các bạn ơi. Trời ơi, mình quên luôn các bạn. Đó, đó là cái súng đạn bét nha. Mình đã bị súng đạn bét bắn qua đây rồi. Đó, tiếp tục là leo lên các vách ngăn nè. Đó, tiếp tục về nhảy. Rồi, quá là dễ đối với mình luôn.
hôm nay mình sẽ đi một mình nha. Đó, không cần người trợ giúp luôn. Đấy, gánh tìm. Thấy mình leo ghê chưa, đó bro. Giờ thì đi đâu nữa ta? Hình như là đi lên luôn các bạn. Đó, đi lên cái khối nha. Mấy cái này chịu nhỏ đối với mình nha. Rồi, mình bắt đầu run tay run chân rồi đó. Mình sợ đồ keo lắm. Mỗi lần mà lên đồ keo là tay cẳng run rẩy hết. Nên mình sẽ cố gắng lên tới đỉnh cho các bạn xem nha. Rồi. Bây giờ là nhảy lên các khối hợp nha. Đó, và mình lên tới đỉnh các bạn. Đó, lên lãnh cúp luôn. Mình là người đầu tiên lên cái đỉnh nha. Đấy, xịn chưa, xịn chưa. Ê, mày hơi khoan, hình như là cái này ở đâu vậy ta? Cái bục treo thưởng này các bạn. Các bạn có biết ở đâu không? Rồi, bây giờ mình sẽ xuống thử cầu tục nha. Rồi, bây giờ mình đang rơi tự do nè. Đó, thể hồn và mây gió các bạn. Bây giờ xuống địa ngục luôn nè. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi cầu tục nha. Mình sẽ đi cầu tục xuống 18 tầng địa ngục. Hỏi xuống thăm Diêm Vương nè các bạn. Ghê chưa. Đó, mình chưa bao giờ thấy cái cầu tục nào mà dài như thế này các bạn. Nhìn thấy là mắc hồn luôn á. Các bạn nên tranh thủ vào xem đi nha. Đó, vào xem cái căn nhà này nha. Bên server đông é các bạn. Mình thấy thật sự là nó quá dài luôn đó. Oh no. Mình ngồi nãy giờ mình còng lưng rồi mình chưa tới nơi các bạn. Vậy các bạn nhìn xem các bạn chấm ngôi nhà này mấy điểm nè. Đó, mình chấm thì 11 trên 10 luôn nha. Đó, vì chủ nhà xây cái này chắc cũng rất khổ các bạn. Nhìn thấy ớn lạnh rồi các bạn. Đó, không biết là xây mấy tháng mới xong ha. Rồi, mình ngồi nãy giờ mà chưa tới nơi luôn các bạn. Nãy giờ mà ngồi nói chuyện với các bạn mà vẫn chưa tới nơi. Tham quan địa ngục xong thì tí nữa các bạn sẽ được tham quan lên thiên đàng nha. Tí nữa các bạn sẽ được lên thiên đàng với mình nha. Rồi. Sau một hồi lăn lê và lết thì mình cũng đã tới tầng 19 rồi các bạn. Đó, đây là tầng cuối cùng của địa ngục nha. Rồi, xuống địa ngục xong rồi, bây giờ thì lên sẽ lên thiên đường nha. Oh no. Đó, bây giờ mình cho các bạn đi lên thiên đường luôn nha. Trên này là quá đẹp đó các bạn. Hồi nãy ở dưới là tối thui, bây giờ lên đây là sáng rực rỡ luôn. Rồi, công nhận là chủ nhà này đầu tư các bạn. Dùng nội thất để xây bắt cua luôn nè. Đó, người ta dùng khối, đây dùng nội thất luôn, quá ghê gớm. Rồi, đợi tí nha, tí mình sẽ cho các bạn thế nào là gọi là thiên đường nha. Đó, nhà bạn này thì có 641 cây sao nha. Ơ chích tre rơi rồi. Trời, may quá. Hôm nay đi theo thì có một người bạn của mình đi theo để bắt cua nha. Đó, chứ đi bắt cua cái nhà này một mình thì hơi khoi á các bạn. Mấy hôm nay thì mình đang ở bên server Đông Á các bạn. Các bạn biết sao không? Mình qua đây để mình review nhà các bạn. Mình qua thế giới thì mình ngồi nó như thế nào. Đó, chứ ở Việt Nam hoài cũng chán các bạn. Rồi, bây giờ là bước đi trên tấm thảm nè các bạn. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Các bạn thấy biết thế nào thành phố trên mây chưa? Đó, quá là đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chinh phục thành phố trên mây cho các bạn xem nha. Let's go, đi thôi. Kiểu vui lắm các bạn. Đó, kiểu giống như được chinh phục vậy đó. Đó, quá đẹp luôn. Nhìn giống như là một thế giới khác luôn các bạn. Đó, chủ nhà này quá sáng tạo và đầu tư luôn đó. Các bạn nên quê thăm ngôi nhà này một lần nha. Đó, quê thăm cái ngôi nhà này nè các bạn, cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, chuẩn bị là lên thiên đàng nè các bạn. Mình sắp biến thành thiên thần rồi nè. Đó, lên đây là biến thành thiên thần luôn đó. Rồi, giờ lên đây là bắt cua thêm quê mấy cái nội thất này nữa các bạn. Đường lên thiên đàng quá là trong gai luôn. Đó. Mẹ công nhận chủ nhà chơi sang thật. Toàn là nội thất xịn không, đêm xây lại bắt cua. Phí thế. Nè, bình tĩnh thôi. Rơi xuống một cái là hỏng việc luôn đó. Hôm nay mình đi có hai người thôi nên phải cố gắng tập trung để bắt cua rồi các bạn. Đó, nhảy về cẩn thận nha. Rồi, ê chết che rơi rồi các bạn. Oh no. Để mình tia lì là thử được không nha. Không, bạn nói mình tia lì nó mất là tiêu luôn á các bạn. Rồi, ok. Hình quá, bạn đó mày tia lì theo mình nữa là xong là tôi luôn đó các bạn. Rồi, tới đằng này lên sao ta? Giờ nhảy qua chỗ nào ta? Đâu có chỗ bám đâu. Mình biết rồi, nhảy lên cái cây các bạn. Đó, mình tưởng nhảy lên cây không được chứ. Chủ nhà chơi chiêu trời. Rồi,
mình sắp lên thiên đàng rồi các bạn. Còn một xíu nữa là mình lên tới đỉnh rồi nè. Cố lên thôi. À, nếu mọi người xin tới đây nếu thấy video hay thì hãy cho mình một like và một lượt subscribe nha, để giúp mình đạt được 5k sub nhanh nhất nha. Và mình sẽ tổ chức mini game cho các bạn tham gia. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, công nhận là nãy giờ là mình ho mắt luôn các bạn. Mình vừa bắt cua mà mình vừa ho mắt luôn đó. Mình vừa đi quay hồng thống tiền á các bạn. Ồ, công nhận là chủ nhà chơi sang thật chứ. Con nhà này thì mình sẽ cho là 9 trên 10 nha. Ồ, vì nó quá hấp dẫn luôn và đẹp mắt nữa các bạn. Hơi sức sáng tạo luôn. Đó, lần này có hai cái giường nó nằm nè, nghỉ mát nè. Đó, và mình leo nãy giờ là chưa lên tới nơi các bạn. Xe với các bạn ơi. Mệt quá các bạn ơi, mình leo nãy giờ là lên chưa tới hết tới nơi các bạn. Công nhận là thiên đường xe thật chứ. Ủa? Chết rồi các bạn ơi. Chết mình rồi, cả hai đều bị rơi xuống các bạn. U là trời. Mình đã bị ngã trước cổng thiên đường rồi các bạn ơi. Và có lẽ thì mình cũng sẽ kết thúc video clip tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu. Ta-da.